Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành ca Đây các bạn, đây 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 đây. Phiếu đổi tướng đây đây. Đây được xem là một trong những cái vật phẩm mà được nhiều bạn newbie nhắc tới nhất các bạn. Và đa phần những cái bài viết cũng như là những cái câu hỏi liên quan tới cái vật phẩm phiếu đổi tướng này đều là cái kiểu mình có thể đổi con này được không? Mình nên dùng cái cuộn này như thế nào vậy? mình nên đổi cái cuộn uh, phiếu đổi tướng này sang cái gì mình có đổi con này con kia vân 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 đa phần là đều là tất cả những câu hỏi xung quanh tới cái việc đó là chúng ta có nên sử dụng cái phiếu đội tướng được cho free sau khi các bạn hoàn thành map 24 hay không và chúng ta nên đổi những cái con tướng nào sang những con tướng nào thì ok hôm nay thì mình sẽ lên một cái đô video nói về việc đó là chúng ta nên sử dụng cái phiếu đội tướng này như thế nào các bạn ok đầu tiên á thì cái phiếu đội tướng này sẽ được cho free thông qua cái nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến chỗ đây các bạn sau khi các bạn đã hoàn thành được map 24 thì chúng ta sẽ nhận được một cái phiếu đội tướng nhưng mà trước khi mà chúng ta xài phiếu đội tướng thì trong thời gian gần đây chúng ta có cái cái di sản các bạn di sản thì trong vòng một tuần các bạn nhận nhận được cái địa điểm độ hoạt động là một thì chúng ta được phép swap tướng được sự web swap tướng hình như đâu đó được vài lần các bạn năm lần hay là bảy lần rồi đó sau đi mình mình chưa thử mình chưa nhớ nhưng mà có như vậy trước kia thì cái cuộn sự tướng thì chúng ta chỉ có cơ hội đổi duy nhất đúng một lần nhưng mà bây giờ cái hợp chung với di sản gai góc cái gì đó di sản gai góc hình như vậy thì chúng ta đã có thể cơ hội swap nhiều hơn một lần nói chung là cái số lượng tướng mà các bạn có thể swap là tăng lên rất là nhiều do đó thì hầu như là sau khi mà các bạn hoàn thành map 21 thì cái câu hỏi đặt ra đầu tiên đó, khi các bạn nhận cái cuộn này thì các bạn vứt nó vào một số các bạn để dành đi chưa cần dùng tới đâu các bạn chưa cần dùng tới thì tại sao tầm của map 24 sau khi mà chúng ta nhận được cái cuộn swap tướng thì chúng ta chưa cần dùng tới các bạn đó là vì cái tầm map 24 thì chúng ta sẽ có gì map 24 thì đâu đó các bạn có được một hai cùng lắm là ba Có con tướng bậc a là cùng các bạn tướng bậc a là những cái con tướng màu trắng giống như này nè màu trắng thôi nha, chứ không phải là sao màu trắng giống vậy nha các bạn, chỉ là những con tướng có cái khung màu trắng giống như những con tướng ở đây gọi là tướng bậc A. Thì khi mà các bạn vừa hoàn thành map 24 thì đâu đó ở cao của các bạn có khoảng một hai con tướng bậc A là cùng và để sử dụng cuộn swap tướng thì tốt nhất là chúng ta nên swap những cái con tướng bậc A này sang một cái con tướng khác mà các bạn cũng muốn lên tướng bậc A. Thì uh, trong trường hợp nào thì chúng ta nên sử dụng cuộn swap đó là à, nói chung là khi mà trước khi sử dụng cuộn swap thì chúng ta đã có một số cơ hội dùng di sản gan gấp rồi các bạn nên là sau khi vượt map 24 thì mình tin là tất cả các bạn đều đã đi đúng hướng nên là đều đã nâng được những con carry giúp các bạn có thể gánh tim trong giai đoạn đầu thì hiện tại có một vài con carry giúp gánh tim trong giai đoạn đầu khá là ổn xếp hạng nhất thì chúng ta có thể kể tới đó là Diamond mình xếp hạng nhì thì chúng ta có thể kể tới đó là scarlet xếp hạng 3 thì chúng ta có một cái con tướng khác đó là con elrin con tướng này rồi xếp hạng 4 thì chúng ta có một vài con tướng khác như là chúng ta có đội rest hệ thú hoặc là nhiều bạn có sở thích khác thì chết thích chơi con Antandra hệ thú những con này và những con carry này đều dư sức kéo các bạn lên tầm con map 29 30 nếu mà các các bạn có tập trung với một con support siêu lỗi trong cái thời điểm hiện tại đó là con Ivan thì với những cái combo như thế này thì khi mà các bạn vượt được cái cái map 24 nhận được cái cuộn swap thì gần như là chúng ta không cần đổi bất kỳ cái con tướng nào các bạn đã có trong đội hình sang cái con tướng nào khác các bạn. Một là vì tướng bạn bậc A của các bạn quá ít. Hai là hiện đa phần các bạn đều đã lên đúng hướng này chúng ta không cần đổi. Rồi ví dụ như những cái con tướng bậc A khác các bạn có thể lên thì chúng ta sẽ xét theo cái danh sách mong muốn các bạn. Chúng ta sẽ xét theo cái danh sách mong muốn của các bạn chúng ta có danh sách mong muốn những tướng như thế nào thì mình đã có chia sẻ một vài video về danh sách mong muốn thì nếu mà các bạn lên những cái con tướng đầu xoay quanh những cái con tướng mà mình đã lên trong cái danh sách mong muốn trong cái video đó thì nó chuẩn chuẩn chỉ rồi đó các bạn chúng ta không cần swap nữa còn nếu mà bạn nào chưa tìm hiểu game chưa biết cách chơi và đã lên lầm lỡ những cái con bị ao meta thì, thì bây giờ thì mình sẽ liệt kê một số con bị ao meta mà các bạn lỡ lên và nếu mà đã lỡ lên những con này và đã hết cái cơ hội sử dụng cái di sản ngang góc thì bạn có thể sử dụng cái cuộn swap để swap sang bốn cái con carry và đặc biệt là hai con hàng đầu nha diamond hoặc ska ví dụ bạn lên trước cái lít tướng này nói chung là từ cái khúc này của ngày mai ánh sáng này từ cái khúc này là cái lít tướng mà bị ao meta và rất ít xài thì bạn có thể đổi từ con athen này đó các bạn lên nhầm những con tướng như thế này thì bạn có thể swap sang hai cái con tướng đầu mà mình đã giới thiệu trong đầu video đó là Scar và diamond những con tướng này hầu như là không gánh tem được đặc biệt là lên map cao là coi như thua bên này thú thì chúng ta có cái lít tướng sau đây cực kỳ vô dụng và gần như là không gánh tem nổi trong cái giai đoạn đầu sau đây bạn con này là bỏ ra nha black zero là bỏ ra các bạn đó những cái con như này thì không carry được thì các bạn nên swap đó là dành cho một số bạn nào kiểu như chúng ta chưa cập nhật được meta Còn hồi Rừng thì một vài câu như sau Chúng ta lên những con như thế này Kiểu không có đam thì chúng ta có thể swap được các bạn Nhưng mà hầu hết mình quan sát thì nhìn chung Rất là nhiều bạn chúng ta đã biết cách lên Và lên hầu như rất là đúng các bạn Dù như các bạn nào lên nhầm hồi sát đi Sẵn tiện thêm hồi sát nha chúng ta có Isa rồi chúng ta có Hawking rồi chúng ta có những con như thế này thì những con tướng như thế này thì trong giai đoạn đầu nó không có gánh tem được các bạn không có gánh tem được và chúng ta sẽ swap sang những cái con tướng khác Simira Nara, ra rồi swap sang đây mình hay Scarlet nhưng mà hầu như thì tất cả các bạn đều không có mắc phải sai lầm này Nói chung là bây giờ thì mình nhận thấy rất là hiếm người mắc phải sai lầm lên những con tướng phế trong cái list tướng mình vừa giới thiệu vậy thì khi nào thì chúng ta nên swap tướng các bạn đó là khi các bạn đã lên full được năm cái con tướng bậc A trong cái danh sách mong muốn đầu tiên mà mình gợi ý không phải danh sách này nha đây là danh sách của vip player các bạn sau khi đã full sao tất cả các tướng thì vip player mới để danh sách như thế này không phải danh sách này đừng có làm theo danh sách này các bạn họ hỏng á rồi, danh sách đó thì mình cũng sẽ update trong cái video sau để cho các bạn có nhiều thông tin hơn. Rồi, theo cái danh sách đó bạn thì bạn đã lên được 5 cái con tướng bậc A. Kế tiếp, chúng ta hết những cái con tướng ưu tiên chúng ta cần lên. Giờ mình ví dụ nha. Ví dụ trong lít tướng ngày mai sáng thì chúng ta cần lên những cái con ưu tiên như sau là chúng ta có Sonja nè, chúng ta có Ren, rồi chúng ta có Edric, chúng ta có Bonmer, chúng ta có Rowan, chúng ta có Ska, chúng ta có Hầu, chúng ta có Hendrix. Đó, nguyên cái list đó thì bạn đã lên được rồi. Ví dụ người mà ăn sáng nguyên list đó các bạn lên được rồi và thậm chí bạn còn dư copy ra, bạn lên thêm được một con nữa. Bạn lên lên được, bạn lên thêm được một con Belenda thường, tia hy vọng và bạn lên được con này bậc A, bạn đã lỡ nâng tài nguyên như nó đó là ba 30 và 34 người thất chẳng hạn hoặc là chưa lên tài nguyên nhưng mà bạn đang có nhu cầu đổi sang một con tướng mới meta hơn của hệ khác mà bạn chưa kịp lên giờ mình ví dụ hệ rừng bạn không tập trung lên bạn hiện tại đang khá là thọt bạn chưa nâng con ra cu lên ngưỡng sức mạnh hoặc là chưa lên mật a để cho có một con carry gánh tim hoặc là bạn chưa nâng được con tam rết lên nhưng mà trong đội hình của bạn đang cần lên một con tam rớt bạn đang cần lên một con tam rớt hoặc là xui hơn nữa là bạn chưa lên được con ivan hệ xác hoặc là bạn chưa lên được con siêu lát thể xác trong khi bạn đang cần hoặc là bạn chưa lên được một cái con con kết của hệ thú hoặc là bạn chưa lên được cái con Anasta của hệ thú thì đối với những trường hợp như thế này mà bạn kiểu như tướng những cái con tướng cần meta khác của các hệ khác bạn chưa lên nhưng mà còn cái hệ của các bạn thì bạn đã bắt đầu lên được những cái con tướng phế mà bạn không dùng thì lúc này cái công dụng của cuộc cuộn swap nó thể hiện đây các bạn lúc đó thì bạn có thể sử dụng cuộn swap để swap ví dụ cụ thể ở đây bạn có thể sử dụng cuộn swap để bạn swap cái con Belinda tí hy vọng này sang cái con Tamred hệ rừng đây là một lựa chọn đúng đắn đó là dùng cuộn swap để swap một con tướng phế của hệ khác sang một con tướng meta mà team bạn đang cần đây là việc nên làm việc không nên làm này các bạn việc không nên làm đó là bạn dùng cuộn swap để bạn swap cái con Belinda sang cái con uh, Rovo của hệ rừng đừng làm chuyện vô bổ như này nha bạn nha bạn chuyển từ một con phế của hệ này sang một con phế của hệ khác không hề có một tí tác dụng nào thì tốt nhất là bạn nên giữ nguyên cái cuộn Swap đó Rồi, cuộn Swap này phát huy tác dụng tốt nhất là bạn chuyển từ một con phế sang một con hữu ích Có thể là cùng hệ hoặc là khác hệ Chỉ trong điều kiện như vậy thì nó mới phát huy được tác dụng của cuộn Swap nha các bạn Và các bạn lưu ý, trong cái thời điểm hiện tại, cái cuộn Swap mà các bạn nhận được á là cái cuộn duy nhất mà game cho Ngồi ra thì chúng ta có swap theo cái di sản gây gốc đó, Nên các bạn cảm giác đầu game các bạn swap được nhiều quá nên Các bạn cảm giác không có trân quý Nhưng mà sau này thì các bạn mới phát hiện ra cái cuộn swap đó là cái cuộn duy nhất mà các bạn có Đó thì các bạn nên để dành Trường hợp giống như mình nói ha Những cái con tướng cần bạn cần trong tim Chưa kịp lên Nhưng mà hệ khác bạn đã lên được những con tướng phế rồi Thì lúc này bạn cứ mạnh dạn dùng cuộn swap Để swap sang cái cái con tướng mà bạn cần của hệ khác là lúc mà cái cụ swap này nó phát huy được tác dụng tốt nhất của nó nhưng mà để tới cái mức đó đó chắc mình nghĩ các bạn lên tầm con map bốn mấy các bạn mới xài đó bốn ít trở lên thì may ra bạn mới nâng được cái dàn tướng nhiều đó các bạn còn tầm map ba mấy thì lúc đó chắc các bạn cũng chưa cần trừ trường hợp là bạn nào lên sai tướng ngay từ đầu nha lên size tước ngay từ đầu thì các bạn nên đổi sang hai con carry chính là diamond và ska giống như mình đã giới thiệu trong đầu video ok rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau xin chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye